Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all due. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live and love you, we'll have it all you. You look so beautiful.
Những người làm chương trình với tôi xin được thay lời cho toàn thể anh em, những người bạn đồng nghiệp của Tân Chúc Rể Nguyễn Tiến, xin được chúc đôi yêu đương Nguyễn Tiến và Lương Du của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và kính thưa toàn thể quý vị, thưa toàn thể quý cô ông bà, cùng bạn bè, thanh niên, nam nữ gần xa. Đúng là từ ngàn xưa thì cổ nhân của chúng ta từng nói rằng hoa đến thì hoa phải nở, mà đỏ chật người, đỏ ắt phải sang sông. Đến duyên em sẽ phải lấy chồng, cho anh khỏi khắc khoải, nhớ mong đêm ngày. Và giờ này cung đàn nốt nhạc của đại gia đình họ nhà cha chúng tôi cũng đã vang lên như báo hiệu ngày vui hạnh phúc của đôi yên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên của đôi gia đình chúng tôi cũng đã đến. Và không thể để toàn thể quý vị quan khách, quý cô ông bà cùng bạn bè, thanh niên nam nữ gần xa chúng ta còn chờ đợi lâu hơn nữa, những người làm chương trình với tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại nhạc hội với chủ đề giai điệu tình yêu chúc mừng cho đôi yên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên tại trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai trong buổi tối ngày hôm nay xin chính thức được bắt đầu. Đang cất lên khói nước hương trà với hương vị đậm mối tình quê ta, mà mải vui câu chuyện mượt mà mối tình chồng vợ bài ca chúc mừng. Dù rằng sân có chật ghế có ít mà người lại rất là đông, nhưng trà tươi đậm đặc tình người bao la, hương chè khói nước thơm bay, lời ca tiếng hát là cùng về đây chúc mừng. Và để mở đầu chương trình đại nhạc hội với chủ đề giai điệu tình yêu, cất cao những lời ca tiếng hát để tô thắm cho bức tranh hạnh phúc của đôi yêu đương Nguyễn Tiến và Hà Duyên trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một giọng ca hết sức tuyệt vời đến từ những người bạn đồng nghiệp của Tân Chúc Rể Nguyễn Tiến. Vâng, xin mời giọng ca của nữ ca sĩ Thu Duyên xin được trân trọng kính mời. Nếu em thiếu anh trên đời hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày nếu lướt có anh
quên ghen dấu tay. Dù em đã cố nắm tay, nếu ai mong manh tình yêu trước đây cho em đến gần một chút thôi. Quanh đây màn sương kín lối, đừng chạy đi như gió kia thoáng qua bơ vơ một cánh đồng trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một chút nghe thanh hai, một chút mơ khóc lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bão rồi, một chút mưa đầy biển rồi, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Toàn thể quý vị và chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, tân quý khách trang trọng và kính mến, trên đời này có gì đẹp hơn thế, đó là người với người sống để yêu nhau. Dàn trầu nay đã quân lấy thân cầu để cho đôi trai gái bên nhau suốt đời. Và trong một lời nói của một nhà thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm từng nói rằng: âm nhạc là vĩnh cửu, ca nhạc là muôn thuở, liên tục là những nhịp cầu ô thước bắt nhịp cho những mối tình cao đẹp, để tô thắm cho mối tình cao đẹp của đôi nương trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với giọng ca của ca sĩ Đức Trinh với những lời ca tiếng hát của mình được gửi tới toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, lời đầu tiên cho phép Đức Trinh xin được gửi tới cho toàn thể quý vị quan khách, quý cụ ông, quý cô bà, cô dì chú bác cùng bè bạn nam nữ thanh niên có mặt tại trung tâm phòng cưới phòng trà của gia đình trong buổi tối ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Để tiếp nối chương trình văn nghệ trong buổi tối nay, để chúc phúc cho đoàn trẻ Nguyễn Tiến và Lương Duyên trong buổi tối nay, thì cho phép đại chính xin được gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc rất quen thuộc, Người về mảnh đất Thái Bình yêu dấu, ca khúc mang tựa đề Anh đến quê em một chiều nắng ấm, tiếng hát quê hương ru dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đàn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế, anh sông sâu đã bâng cầu đưa em về đồng cõi, anh thương em anh nói. Em dệt với chiếu hoa cho anh trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa, để anh dệt cõi
giàu cho quê hương Thái Bình ta đó mà yêu thương. Cùng hát quê hương du dài theo sông Thái Bình, nơi Thái Bình ai đặt tên cho đất Thái Bình. Trong nắng trong mưa lúa vần lên xanh tốt, mà trong bóng trong đàn đất vần cứ sinh xuôi. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế, anh yêu em Diêm Điền hàng vì nào gió hát em đi tắm mát về bay biến Đồng Châu. Anh qua con sông sâu, sông sâu đã băng cầu đưa em về đồng cuối. Anh thương em anh nói, em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà, mời thầy về sáng chơi để anh thưa, để anh thưa đưa em về quê mình. Tôi cùng đàn mây tay em chỗ ngàn, tay anh chạm bàn làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó mà lòng để nào anh yêu em. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tất cả của quý vị rất là nhiều. Cảm ơn sự gia cố họ nhà trai trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng như tân chú rể Nguyên Tiến có được lòng trọng đón tiếp toàn thể quý vị cùng trở về với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, những lời yêu thương nhất để gửi tới đôi nương trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là một niềm vinh hạnh lớn lao với tân chú rể. Và còn một niềm lớn lao hơn nữa đó là được đón nhận những tình cảm cao quý của những người bạn đồng nghiệp của tân chú rể hôm nay cũng đã bớt chút thời gian quý giá vàng ngọc đường xá xa xôi cùng trở về chung vui niềm vui hạnh phúc với gia đình. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến một giọng ca là một người đồng nghiệp của tân chú rể đến từ quê hương Bạch Đằng, Đông Hưng, Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Bình. Vâng, xin mời giọng ca của anh Duy Mạnh cùng trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Chào và lời kính chúc sức khỏe tới vâng quan viên bốn họ và đặc biệt của hai bên gia đình, đặc biệt gia đình nhà trai hôm nay. Xin chúc cho quý vị đại biểu, cô bác anh chị nâng lên những ly nước trà xanh của quê hương xứ sở và thắm đượm tình chú rể và cô dâu. Và xin kính mời vâng các cụ bà mời trước mời chầu và không mời các cụ ông mời thuốc mời nước xích lại gần nhau để tình cảm cho chú rể vâng Nguyễn Tiến và cô dâu Lương Duyên vâng được trăm năm hạnh phúc và để nối tiếp trong văn nghệ. Và cũng được cho phép của ban tổ chức, Duy Mạnh xin gửi tới cô bác chị nhạc phẩm được mang tên Cung Đàn Mùa Xuân. Xin kính mời cô bác chị cùng chung vui uống nước chầu và cùng. Em ơi vút lên một tiếng đàn, kìa đàn đã xó dây, cung đàn đã lửa phi mang. Đất nước mình xôn xao niềm vui đang ngả ruồng, niềm vui chiến thắng rêu ca, xuân về non nước bao la. Mong sống ta ươm giữa đời, anh nâng ngọn đèn em che ngọn gió, anh nâng mâm chủ em chút nắng vàng. Đường đi này bước xanh nắng, tâm hồn đồng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai. Em ơi vút lên một tiếng đàn, đàn đã xó dây, cung đàn đã lửa vi vơ.
đất nước mình xôn xao niềm vui đang nở rộ. Niềm vui chiến thắng diệu ca xuân về non nước bao lâu. Mầm sớm ta ươm giữa đời, tay anh nâng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh nâng mầm chủ em chút nắng vàng. Đường đi này bước xanh nắng, tâm một đồng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn. Đường đi này bước xanh nắng, tâm một lòng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn. Và xin cảm ơn giọng ca của anh Duy Mạnh đến từ quê hương Bạch Đằng, Đông Hương, Thái Bình đã cùng trở về với những lời ca tiếng hát của mình được gửi tới toàn thể quý vị, và chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, tân quý khách trang trọng và kính mến, và để liên tục những ca khúc hát về tình yêu quê hương đất nước và con người để tô thắm cho bức tranh hạnh phúc của đôi uyên ương trong buổi tối ngày hôm nay, trong khi chờ đợi những giọng ca vàng của toàn thể quý vị cùng trở về đăng ký với những người làm chương chúng tôi những ca khúc nhạc mừng hay nhất của mình để chúc mừng cho đôi bạn trẻ, thì cho phép những người làm chương trình thay lời cho toàn thể anh em trong ekip chương trình làm sự kiện cho tân chú rể Nguyễn Tiến trong buổi tối hôm nay sẽ được gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc được mang tên Kiếp Nghèo Xin Thời Gian Qua Mau. Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe. Đường về đêm nay vắng tanh, sạt rào hạt mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tươi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quanh, gập ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền xưa thiết tha, không gian tím ngắt bao la, như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếm sống tha hương, thân gầy gò gửi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại buồn đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người trốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trường. Trời cao có thương, cúi xin người ban phước cho đời con một mái tranh. Một mối tình chung thủy không hề phai, và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Lời ca nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, ngoài kia bão tố đầy trời, từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thơ, thương thầm mối tình ơi. Ngày về ôi xa quá, ánh nhàn còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Lạc đầy chim chiêu chín, hai phương trời cách biệt, đêm trở qua đêm mong. Một tràng pháo tay được không quý vị ơi? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gửi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ai buồn đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người trốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trường. Trời cao có thương, cúi xin người ban phước cho đời con một mái tranh liều, một mối tình chung thủy không hề phai.
nhau. Ai thấu cho lòng ai. Và kính thưa toàn thể quý vị, tân quý khách chàng trọng và kính mến, vào giờ này đêm cũng đã đang dần về khuya, vẫn được sự chú ý đón nghe của đông đảo quý vị quan khách cùng trở về chung vui để vui hạnh phúc với gia đình họ nhà cha chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và những người làm chương trình xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng tự nhiên mời trà, mời nước, mời thuốc và cùng trở lại với giọng ca của nam ca sĩ Anh Tuấn. Xin được trân trọng kính mời. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thề. Ơi câu ca lặng tình lặng nghe, có lúc nào em giận anh thương. Giờ có lúc nào em giận anh thương, để thương suốt cả cách em giận. Thì xa nhau đêm ngát vạn dòng, giận chẳng có ba thương dòng dài thêm. Anh nhớ hay anh nhớ đêm, giận mà thương xoay lòng em đỏ. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một lặng ai xương đồi trôi đạp lên, bao vất vả bàn tay em nó hết. Bao đổi thay anh chưa thể hiểu, ơi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu ấm lòng. Khi chờ gió mình vẫn ấm, bởi dần rồi cũng chỉ để thương. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà dám diệt thề. Ơi câu ca lặng tình lặng thề, có lúc nào em giận anh thương. Giờ có lúc nào em giận anh thương, để thương suốt cả tay em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng khó ba thương dòng dài. Anh nhớ hay anh nhớ em, giận mà thương xoay lóc em đỏ. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em một lặng ai xương đồi trôi đạp lên, bao vất vả bàn tay em lo nghĩ. Bao đổi thay anh chưa thể hiểu, ơi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu ấm. Khi chờ gió mình vẫn ấm, bởi dần rồi cũng chỉ để thương em. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu ấm lòng. Khi chờ gió lòng vẫn ấm, bởi dần rồi cũng chỉ để thương. Vâng,
Xin được cảm ơn giọng ca của nam ca sĩ Anh Tuấn đã cùng trở về lại diễn đàn sân khấu của gia đình họ nhà trai với những lời ca tiếng hát của mình để chúc mừng cho đôi uyên ương. Và kính thưa toàn thể quý vị, tân quý khách trang trọng và kính mến, thưa quý cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè, thanh niên, nam nữ gần xa, trai quê ta mà gái cũng quê ta, không những lao động cũng giỏi mà hát ca cũng tài, tới trung tâm phòng cưới của gia đình họ nhà trai trong buổi tối hôm nay, cũng chỉ xin hát lấy vài bài chúc cho đôi bạn trẻ tương lai đã vững bền. Và để tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng đến với một giọng ca hết sức tuyệt vời, một tài năng trẻ trong diễn đàn sân khấu của quê hương chúng ta. Vâng, xin mời giọng ca của nam ca sĩ Đức Hòa xin được trân trọng kính mời. Thưa quý ông bà cùng bạn bè, thanh niên nam nữ gần xa, đúng là tình yêu, đố ai định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu, một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Và giờ này những vần thơ tình của nhà thơ Xuân Diệu đã vang vọng tại trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai, như báo hiệu tình yêu của đôi uyên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên của chúng ta ngày mai sẽ chính thức đơm hoa kết trái. Và để chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương, xin mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta cùng trở lại với giọng ca của nam ca sĩ Quốc Hường với những lời ca tiếng hát của mình được gửi tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Nắng thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Có thu trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thơm trên bờ môi. Nhịp nhẹ ngàn chim em bay, kìa bồ vệ bao đón say. Một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương người bao vời. Xin được cảm ơn giọng ca của anh Quốc Hường đã cùng trở về với một giai điệu mùa xuân để gửi tới toàn thể quý vị và chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trong buổi tối ngày hôm nay. Nhạc sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ giao mắt tay trong tay, chịu nhân sinh cái duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phụng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đà.
sông sinh nhà vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh cái duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vụn trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy. Quang vui dù thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mang sang tươi suốt cuộc đời, vẫn bên nhau như cao với trời. Sống sinh nhà vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh cái duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vụn trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy. Dùng tiếng cười vui quá vui, dù thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mang sang tươi suốt cuộc đời, vẫn bên nhau như cao với trời. Giao hòa niềm vui bốn phương, ta nâng ly mừng
trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Thêm đẹp xinh màu áo mùa cưới đang vào mùa xuân ngát hương trời đất giao hòa niềm vui bốn phương ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Inside my heart, I'm all alone. The rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. And all my life, I'm holding on forever. Reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love. Stop to keep myself from thinking. Oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together.
dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi. Và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá yêu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh. Lần đầu tiên cho phép mình những người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời cho gia đình họ nhà gái trung tâm âm thanh ánh sáng tổ chức sự kiện Bệnh Tim xin được kính gửi đến tất cả quý vị bà con có bác đang hiện diện tại trung tâm khán phòng cưới số 1 của gia đình họ nhà gái chúng tôi qua một lời kính chúc sức khỏe và bạn đời chào trân trọng và thân thương nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn, chúng ta sẽ chân sập vào kinh biến trải qua những năm tháng khát khao và chờ đợi trở đi vào khát khao. Niềm hạnh phúc đơn đau của đôi duyên mới ngày hôm nay họ đã chính thức được trở thành hiện thực. Và để rồi đôi bạn trẻ của chúng ta họ đã trở về thư truyền với ông bà ba mẹ, trở về thư truyền với bà bà bên bên. Và hai bên gia đình đã tổ chức tìm chọn ngày gọi là ngày lành thật tốt. Ngày ông tơ bà nguyệt sẽ sợi dây chỉ đỏ kết nối nhịp cầu yêu thương. Ngày mấy đôi nương của chúng tôi họ đang được dang rộng vào tay để chào đón những tình cảm thân thương đến từ phía của toàn thể quý vị trong giây phút này là những vị khách quý đang hiện diện tại trung tâm khán phòng cưới. Xin được thay lời cho gia đình họ nhà gái và đến lời chơi đôi xin mới. Một lần nữa xin được trân trọng thông báo đến bộ phận khách tiếp của gia đình họ nhà gái chúng tôi qua những chàng trai cô gái đã được gia đình họ nhà gái nhà ý trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ cùng nhau ghi nhận được lời mời từ phía của gia đình họ nhà gái cũng như là mời rất trân trọng đến từ tân cô dâu trẻ lương duyên và đặc biệt được sự cho phép của ban văn hóa thông tin xa nhà trung tâm âm thanh ánh sáng tổ chức sự kiện Bệnh Tim của chúng tôi trở về từ miền quê hương xứ sở thân thương là xã Lô Giang yêu nhớ ngày hôm nay lại được cùng nhau trở về đây mang những làn máy phóng tay hiện đại nhất của năm 2018 để gửi đến tất cả quý vị bà con của bác với những giai điệu phục và cổ một tình yêu. Và trong giây phút trang trọng và yêu thương này có lẽ rằng không để quý vị chúng ta phải chần chừ nữa, cho phép anh em những người làm chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay cũng xin được trân trọng và tuyên bố buổi lễ tân hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm của tân cô dâu trẻ lương duyên sánh duyên cùng tân chú rể trẻ Nguyễn Tiến tại trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay cũng xin chính thức được bắt đầu một trăm phần trăm thành công. Chị và các bạn chúng ta rất trân trọng và kính mến thật đúng là lời ca tiếng hót tìm được một cung bậc của tình yêu. Chính vì lẽ đó trong buổi trưa ngày hôm nay thì những người làm chương trình chúng tôi cũng rất mong muốn được bắt tay và giao lưu cho những tình cảm thân thương đến từ phía của toàn thể quý vị là những dòng ca của miền quê hương xứ sở thân thương xã Lâu Giang Mưa Dấu sẽ cùng mạnh dạn với chị nữ cùng nhau đăng ký với những người làm chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay dành tặng những ca khúc những tình khúc hay nhất của mình gửi qua những tâm tư tình cảm qua những ca khúc để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa nay. Và kính thưa toàn thể quý vị và trong buổi trưa ngày hôm nay với vai trò là vị chủ nhà bên khách để chân thành cảm ơn những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị có lẽ rằng ngay sau đó ban tổ chức xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và con của bác với sự trở lại của ngôi sao ca nhạc nữ ca sĩ Thu Gấm sẽ là người tiếp tục mang lại những bản tình ca hay nhất để gửi đến tất cả quý vị và con của bác chúng ta đang hiện diện tại trung tâm khán phòng cưới của gia đình hoàn nhạc anh chị tôi trong buổi chiều nay. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn từ phía của toàn thể quý vị để chào đón với sự trở lại của nữ ca sĩ Thu Gấm của chúng tôi với tất cả các bạn. Yeah.
chính của câu chuyện tình yêu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy để sang mắt liên toàn đến quý vị bà con cô bác chúng ta đang hé diện tại trung tâm khán phòng cưới, và đặc biệt là có một lời chào thân ái viết gửi đến tất cả quý vị trong buổi chiều nay. Xin mời đôi duyên mới của chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau đứng dậy. Và kính thưa toàn thể quý vị, để chân thành cảm ơn những tình cảm biểu thương của toàn thể quý vị, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cúi đầu chào quan viên bốn họ được không ạ? Bốn thân lớn quý cho nhau bó hoa hạnh phúc dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Với bó hoa này thì thân chú rể trẻ của chúng ta đã ấp ủ tình cảm vào lâu nay. Ngày hôm nay ngày hạnh phúc bản hoa của mình, thân chú rể trẻ đã chính thức treo trong biển và niềm chung hoàng hoa chiếc con sông về sớm khi đi về. Hôm nay mẹ của thân chú rể Nguyễn Tiến ăn mặc rất là chỉnh tề để đi đón nàng dâu mẹ trở về với trung tâm khán phòng cưới của gia đình Hoàng Nhà Trai theo như đúng phong tục tập quán của miền quê hương xứ sở thân thương là xã Lâu Giang Nghèo Dấu. Từ ngày sau ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu trở về với vị trí trung tâm sân khấu là người mẹ thân sinh ra tân chú rể trẻ và người mẹ thân sinh ra tân cô dâu trẻ. Xin mời hai mẹ sẽ gửi hàng ghế danh dự của mình để trở về với vị trí trung tâm sân khấu. Hai bên gia đình đã chính thức trao cho nhau chiếc lón bài thơ của gia đình họ nhà gái để đón nàng dâu xinh đẹp là tân cô dâu trẻ lương duyên. Trong buổi chiều ngày hôm nay, tình cảm thân thương mà phía bên gia đình họ nhà gái và gia đình họ nhà trai đã gắn kết trong buổi chiều ngày hôm nay và cho tới ngày sau. Và cũng xin toàn thể quý vị, chúng ta hãy lời nhớ chàng có con tay thật lớn từ phía của toàn thể quý vị để chúc mừng giây phút này quý vị ơi. Và chân thành cảm ơn nhà nhiếp ảnh gia rất là nhiều không lập thì là thiếu với những tình cảm thân thương đến từ phía đại gia đình của tân cô dâu trẻ là những món quà ý nghĩa. Và có lẽ rằng mở đầu chương trình trao quà trong buổi chiều ngày hôm nay, ngay sau được ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở lại với vị trí trung tâm sân khấu là món quà đến từ người cụ ngoại của tân cô dâu trẻ sẽ trở về với vị trí trung tâm sân khấu và đặc biệt là với những món quà ý nghĩa của mình để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu con chúng ta rất chân thành và kính mến. Trong giây phút này đang hiện diện tại vị trí trung tâm sân khấu là món quà để giới thiệu và kính mời. Món quà tiếp theo đến từ người cha người mẹ thân sinh ra tân cô dâu trẻ sẽ trở về vị trí trung tâm sân khấu dành tặng những tình cảm thân thương của mình để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai người. Thay lời cho đôi duyên mới xin được chân thành cảm ơn những tình cảm thân thương đến từ người cha người mẹ thân sinh ra tân cô dâu trẻ trong buổi lời hạnh phúc của hai con của mình trong buổi chiều ngày hôm nay với những món quà ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai con của mình. Và ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn với sự hiện diện của toàn thể quý vị. Chúng ta đã cùng nhau trở về với trung tâm khán phòng cưới dành những tình cảm thân thương để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và liên tục trở lại với chương trình trao quà trong buổi chiều ngày hôm nay thì ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời món quà tiếp theo trở về với vị trí trung tâm sân khấu là món quà đến từ và sau món quà đến từ người chị thân thương là chị Hằng thì ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời món quà tiếp theo đến từ chị Hiền sẽ trở về với trung tâm sân khấu để trao tình cảm của mình qua những món quà ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai em của mình trong buổi chiều nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, liên tục trở về với chương trình trao quà, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hân hoan và chào đón món quà tiếp theo đến từ em gái Diêu sẽ trở về với trung tâm sân khấu cho những tình cảm thân thương của mình để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cũng xin toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành những cột mốc gần xa ngày vui đám cưới lấy ta của mình và ngày hôm nay con đi xây dựng gia đình thì nhà gái chúng tôi cũng có ân tình nhiều khuyên. Và để mở đầu cho câu chuyện chồng con trong buổi chiều ngày hôm nay thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu trở về với vị trí trung tâm sân khấu là những tình cảm thân thương đến từ vị đại biểu cao cấp trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Bác có được lời và ngọc kính gửi đến tất cả quý vị đang hiện diện tại trung tâm khán phòng cưới xin được hân hoan và chào đón lời phát biểu bằng mặt chân tình của vị đại biểu đại diện cho phía bên gia đình họ nhà gái xin được hân hoan trân trọng và thân ái kính mời. Kính thưa các cụ, cụ ông, cụ bà, cô dì, cô bác, bạn bè gần xa của hai cháu, hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương và hai bên gia đình nhà chúng tôi có làm lễ tổ chức phu quy cho hai cháu. Trước hết gia đình chúng tôi tức là xin cảm ơn toàn thể hôn trường đã đến dự vui với hai cháu và cùng gia đình chúng tôi. Cuối cùng tôi xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc hội hôn thành công tốt đẹp, vạn sự như ý.
xin cảm ơn. Thời góc khung của Quyền xin được chân thành cảm ơn với sự hiện diện, sự có mặt rất đông đảo của toàn thể quý vị trong ngày vui hạnh phúc của hành trình của mình trong buổi chiều nay, đã dành những tình cảm thân thương của mình để trở về với trung tâm khán phòng cưới để chúc mừng hạnh phúc cho hành trình của mình. Và ban tổ chức xin được thay lời cho gia đình họ nhà gái một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những tình cảm đó, và xin mời toàn thể quý vị anh chị và ban chúng ta sẽ tự tay rót xuống những tuần trà đầu tiên để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trở về với vị trí trung tâm sân khấu. Là lời phát biểu một mặt chân tình của Vinbiểu đại diện cho phía bên gia đình họ nhà trai, bác sẽ trở về vị trí trung tâm sân khấu, đồng thời cũng ấn định thời gian để đón nàng dâu xinh đẹp là tân cô dâu trẻ đương duyên trở về với trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai. Xin được hân hoan và chào đón Vinbiểu đại diện cho phía bên gia đình họ nhà trai bằng một tràng pháo tay thật lớn từ phía của toàn thể quý vị. Kính thưa các cô, các bác, ông, các bà, các anh, các chị và cùng toàn thể các bạn của gia đình nhà gái, sau một thời gian tìm hiểu của hai cháu Tiến và cháu Duyên, các cháu đã tìm thấy một phần còn lại của cuộc đời mình. Các cháu quyết tâm dắt tay nhau đi bước nốt con đường còn lại trong cuộc đời. Vâng, các cháu quyết tâm đến với nhau, quyết tâm làm người bạn đời của nhau. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng thuận của hai gia đình cũng như được sự đồng ý của chính quyền địa phương, ngày hôm nay gia đình ông bà Tính, Long Tính chúng tôi gọi là có cơ trầu đến xin phép các cô, các bác, ông, các bà được đón cháu Duyên về làm dâu con của gia đình và nhà trai chúng tôi. Thay mặt cho nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp hết sức là nhiệt tình, chu đáo và trọng thị của gia đình nhà gái đối với nhà trai chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng xin nhường lời lại cho ban tổ chức, xin gửi tới toàn thể các cô, các bác, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị và toàn thể các bạn trong nhà họ nhà gái lời kính chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng và mọi sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu mỏng mỏng chân thành của Việt biểu đại diện cho phía bên gia đình họ nhà trai rất là nhiều. Bác xin được chân thành cảm ơn với sự đón tiếp rất đồng hậu đến từ trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà gái, đã trao đón những tình cảm thân thương đến từ tất cả quý vị anh chị và các bạn. Chúng ta đến từ trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai. Cô sao đi bên anh thật vui sao, những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ, mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên, rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó ta sẽ không cách xa bao giờ. Gần xa đã cùng trở về chung vui niềm vui hạnh phúc với gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép những người làm chương trình trước tôi xin được thay lời cho đôi bên gia đình cũng như đỡ lời cho đôi đường Nguyễn Tiến và Lương Duyên, xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào và lời kính chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng, chúc cho muôn người muôn nhà hạnh phúc và bình an. Những người làm chương trình tôi xin được thay lời cho toàn thể anh em trong trung tâm tổ chức sự kiện dịch vụ cưới Quang Tin đến từ quê hương San Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, xin được kính chúc đôi uyên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu đó là một món quà thiêng liêng và huyền diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Khi bước vào tình yêu, những cặp trai tài gái sắc của chúng ta thường nguyện như chim liền cánh, như cây liền cành. Và đôi uyên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên của chúng ta, họ cũng không nằm ngoài quy luật đó. Để rồi đám cưới ngày hôm nay của đôi bạn trẻ, đó là minh chứng cho mối tình trong trắng thủy chung kéo sơn gắn bó của chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lương Duyên. Trước sự chứng kiến và chúc phúc của toàn thể quý vị, cùng trở về chung vui niềm vui hạnh phúc với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, tân quý khách kính mến,
ai không vui khi buổi đầu gặp gỡ, mà ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang. Và giờ này cung đàn nốt nhạc của gia đình chúng tôi cũng đã vang lên như báo hiệu ngày vui hạnh phúc của đôi yên ương. Nguyễn Tiến và Lương Duyên của đôi bên gia đình chúng tôi cũng đã đến. Và không thể để thoát thì quý vị, chúng ta còn chờ đợi lâu hơn nữa. Những người làm chương trình của tôi sẽ được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn chúc mừng cho mối tình cao đẹp của đôi uyên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên tại trung tâm hôn trường cưới của gia đình họ nhà trai. Xin chính thức được bắt đầu. Toàn thể quý vị, từng quý khách kính mến, dù đã đi nửa vòng trái đất, gặp Lương Duyên đây là người duy nhất Nguyễn Tiến của chúng ta yêu. Vàng bạc kim cương thua kém tân cô dâu Lương Duyên rất rất là nhiều, bởi trong tân cô dâu của chúng ta có một tình yêu chung thủy. Và được sự đồng ý của chính quyền địa phương xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, được sự tác hợp của quan viên bốn họ hai bên gia đình, trải qua quá trình lao động, học tập và công tác, đôi yên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên của chúng ta, họ đã tìm đến với nhau từ tình bạn chân thành để sàng lọc lấy một tình yêu trong trắng nhất. Nghĩa hôm nay cũng đã đẹp nghĩa, mà duyên cũng đã nên duyên. Chính là nhờ ơn bác mẹ hai bên vun trồng, đôi yên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên của chúng ta, họ chung tay xe sợi chỉ hồng, mà họ như loan với phường quyện vòng bên nhau. Để cho đến buổi trưa ngày hôm nay đây, thì tin mừng được trở tới nơi xa, thì hai em nay đã một nhà vui chung. Mà tin mừng được trở tới bạn gần, thì nay đôi bạn trẻ cũng đã mười phân vẹn mười. Cùng với ngày đẹp tháng lành, đẹp duyên lại đẹp phần đã thành phu thê. Để rồi tiếp chàng trở về chốn phòng quê, mà trăm năm loan phượng bây giờ là đây. Và ban tổ chức của tôi sẽ được trịnh trọng kính mời chàng sơn tinh của thế kỷ 21, đó là tân chú rể Nguyễn Tiến, sánh duyên của người vợ hiền trung hậu nét na đạm đạc của mình là tân cô dâu Lương Duyên, đứng lên ra mắt. Toàn thể quý vị xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời cặp song thân phụ mẫu của đôi đương Nguyễn Tiến Lương Duyên của chúng ta cũng cùng đứng dậy để chào đón toàn thể quý vị quan khách. Và cảm ơn tới toàn thể quý vị đã cùng trở về chung vui niềm vui hạnh phúc với gia đình họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể hội cưới trang trọng và kính mến, thưa quý cô ông bà cùng bạn bè thanh niên nam nữ gần xa, nhẫn này ta tặng trao nhau mà ánh vàng lấp lánh muôn màu thủy chung, bên nhau đi tới tận cùng, răng lòng đầu bạc cùng chung một nhà. Và xin mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta cùng hướng tầm mắt của mình lên diễn đàn sân khấu và cùng đến với giây phút trọng đại nhất, thiêng liêng nhất và yêu thương nhất của đôi đường Nguyễn Tiến và Lương Duyên. Đó là đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trao cho nhau tình yêu, đó là chiếc nhẫn cưới của mình. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị cùng trở về chúc phúc cho đôi yên ương. Và xin mời toàn thể quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật là to và toàn giá để chúc mừng cho mối tình cao đẹp của đôi bạn trẻ Nguyễn Tiến và Lương Duyên của chúng ta ngày hôm nay đã chính thức thượng hòa kết trái. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta vừa được đến với những giây phút hết sức tuyệt vời, những giây phút trọng đại nhất của đôi yên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên tại vị trí danh dự trung tâm văn phòng cưới của gia đình họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để tiếp theo những nghi thức hết sức trang trọng, những người làm chương trình của tôi xin được trân trọng kính mời đôi yên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên của chúng ta cùng tiến tới thác bánh yên ương giữa núi chấm hương, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nhé bánh tình sáng như trong sáng của mình với ta. Bánh này xin được cắt ra để chứng tỏ đôi yêu đương chúng ta cùng tiến tới tháp rượu yêu đương. Đây là những người làm chương trình dành riêng cho đôi bạn trẻ. Và xin mời chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ chung tay rót ly rượu hồng giống tháp ba rượu yêu đương. Đây là những người làm chương trình dành riêng cho đôi yêu đương xin được trân trọng kính mời. Chiếc nón diệu kỳ để mỗi năm tháng qua đi trở thành nỗi nhớ, có gì đâu chỉ mới một thoáng nhìn gặp gỡ, mặt lòng anh đã tròn nghĩa trong đêm. Khi mới gặp nhau, khi mới làm quen thì biết nói gì đâu, mà chỉ qua ánh mắt bắt đầu tình yêu. Anh nguyện là ngọn gió chiều mặn và kính thưa toàn thể quý vị, những dặm chiều tại các hiểu yêu nước của gia đình chúng tôi đang tôn trào những ví như nước và mật ngọt, nước sẽ tưới tắm cho mối tình của đôi đương Nguyễn Tiến và Lương Duyên của chúng ta mãi mãi xanh tươi, và mật ngọt để tô điểm cho hương vị tình yêu của đôi bạn trẻ. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, thì không thể không kể đến công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ. Và ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời đôi yêu đương của chúng ta sẽ cùng nâng những ly rượu tình rượu hiếu lên những đấng sinh thành để cảm ơn tới những đấng sinh thành ra mình
để cho đôi đứa của chúng ta có được ngày vui hạnh phúc như ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, đố ai mà đếm được lá rừng để ta ngăn gió, gió đừng rung cây, rung cây rung cội rung cành, rung sao cho truyền tình anh với nàng. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng tầm mắt của mình lên phía trên đàn sân khấu và cùng đến với những giây phút hết sức tuyệt vời của đôi đường. Đó là đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trao nhau ly rượu giao bôi để thể hiện mối tình nồng cháy ái ân của mình. Và xin mời người mẹ thân sinh gia tân chú rể Nguyễn Tiến và người cha thân sinh gia tân cô dâu Lương Duyên cùng cụm ly để chúc cho tình thông gia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và xin mời toàn thể hội hôn cùng nổ một tràng tay thật là nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bên tại trung tâm khán phòng cưới của gia đình trong buổi chiều. Đến với những giây phút hết sức tuyệt vời, những nghi thức hết sức trang trọng tại trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho mối tình cao đẹp của đôi uyên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên, cũng như chúc cho tình thông gia bền vững giữa gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái. Và kính thưa toàn thể quý vị tân quý khách trang trọng và kính mến, có phải chăng bấy lâu ngày đợi đêm mơ để hôm nay thỏa nối đợi chờ ước mong, vừa qua đón cánh thiệp hồng đôi bên hai họ ta cùng hân hoan, mà lời ca tiếng hát rộn ràng chúc cho đôi bạn trẻ phượng loan sum vầy, và để chúc mừng hạnh phúc cho mối tình cao đẹp của chú rể Nguyễn Tiến và cô Lương Duyên. Cho phép những người làm chương trình với tôi sẽ được mở ra một chương trình đại nhạc hội với chủ đề giai điệu tình yêu, cất cao những lời ca tiếng hát để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và để mở đầu chương trình đại nhạc hội với chủ đề giai điệu tình yêu, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với cặp song ca Hà Duyên và Đỗ Bảo với những lời ca tiếng hát của mình được gửi tới toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được kính thưa với tất cả quý vị khán giả, đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, những người bạn đồng nghiệp cùng với chú rể hôm nay, giờ này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đến với một đại nhạc phẩm dân ca con họ Bắc Ninh được mang tên Chảy Hội Xuân. Xin quý vị cùng thưởng thức. Má đồng tiên đùng tiên, mắt cô cầu lòng lắm. Kìa là chị hai đi chảy hội, kìa là anh quang có đi chảy hội. Từng bừng làng trên xóm dưới, xôn xao ngày hội xuân. Trông đã rụng bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi. Chị hai đi chảy hội, kia là anh qua hồ đi chảy hội. Thắt bao hồng dài lúa men yên thơm, hoang lắm về hội xuân. Nén dịu dàng chỉ ba xuyên sáng, cho lòng ai yêu nhớ thầm tình quê trong một khắc, nghĩa để dài trong ngàn. Chị hai đi chảy hội, kia là anh qua hồ đi chảy hội. Từng bừng làng trên xóm dưới, xôn xao ngày hội xuân. Trông đã rụng bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi. Câu hát xưa gợi xuân tình,
hồi. Thắt bao mộng dài luôn em tiếng thơm mang nắng về hồi xuân. Dịu dàng chỉ mà xin dâng cho lòng ai yêu nhớ thầm tình quê trong một khắc nghĩa để dài trăm năm tình quê trong một khắc. Mở đầu chương trình đại nhạc hội với chủ đề giai điệu tình yêu, với những ca khúc hát về tình yêu quê hương đất nước con người, để chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị tân quý khách trang trọng và kính mến, thưa quý cô ông bà cùng bạn bè thanh niên nam nữ gần xa, đúng là trên đời này có gì đẹp hơn thế, đó là người với người sống để yêu nhau. Gian trầu nay đã cuốn lấy thân cau để cho đôi trai gái bên nhau suốt đời. Và để chúc mừng cho mối tình cao đẹp của đôi uyên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta còn tự nhiên mời trà, mời nước, mời thuốc và cùng hướng tầm mắt của mình lên phía diễn đàn sân khấu và cùng đến với giọng ca của nam ca sĩ Anh Tuấn với những lời ca tiếng hát của mình gửi tới toàn thể quý vị. Xin được chúc mừng. Nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm tìm người hát câu hát đi thương nhau. Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, anh nên rừng quê em lại xuống lương sâu. Anh đi tìm em ở phương nào. Anh ra vườn đào đào xuống suy trái, từ tay anh hái như mãi đời chờ anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn. Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ông tìm hoa. Hoa lỡ phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ anh thương em như thế. Hỡi cô gái hiền, bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái hoa, dù bao vất vả mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau, mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi sẽ được trịnh trọng kính mời bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái lên có đôi lời phát biểu trước toàn thể hội cưới. Xin được trân trọng kính thưa cụ ông, cụ bà, kính thưa cô dì, chú bác cùng bạn bè gần xa của hai bên gia đình. Được sự nhất trí của chính quyền địa phương và hai bên gia đình, chúng tôi hôm nay tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu. Trước hết thì tôi thay mặt cho hai họ chúc như vậy là hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc toàn bộ hội hôn ra trong hội hôn mạnh khỏe, thành công tốt đẹp, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Và xin được cảm ơn những lời vàng ý ngọc của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái rất là nhiều. Lời dạy ông cha tựa núi non, mà dâu hiền rể thảo tấm lòng son. Đạo làm con phải cho trọn đạo, hiếu nghĩa ngàn năm cả nước non. Và kính thưa toàn thể quý vị tân quý khách trang trọng và kính mến, sinh thành thì ở mẹ ở cha, mà dựng xây hạnh phúc thì ở ta với mình. Và hôm nay người con trai thân yêu của mình là tân chú rể Nguyễn Tiến lên xe hoa xây dựng gia đình, cũng được đón nhận tình cảm cao quý của người cha người mẹ là đứng sinh thành ra tân chú rể, cũng có những món quà hết sức ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Xin được trân trọng. Và kính thưa toàn thể quý vị tân quý khách kính mến,
công lao được ví như ba chữ rành rành, chữ chung chữ hiếu chữ tình là ba, chữ chung thì để phần cha mà chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Người mẹ của Tân chú rể cũng chúc hai con của mình 14 chữ vàng, đó là gái sắc son thì làm tròn nghĩa vụ mà cha yêu vợ giữ vẹn tình chồng. Và kính thưa toàn thể quý vị, và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời tình cảm cao quý của người bà của chú rể, vì đường xá xa xôi hôm nay bà không trở về chúc mừng hạnh phúc cha năm châu đô yên ương, đã ủy quyền cho ông sản sẽ có những món quà hết sức ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị, tân quý khách kính mến, chúng ta biết của dì Toán và mợ Thu của tân chú rể cũng có những món quà hết sức ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc cho đôi đường. Xin được trân trọng kính mời. Tiệc cưới của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị bà con cô bác chúng ta cùng trở lại với giọng ca của nữ ca sĩ Hà Duyên với những lời ca tiếng hát được gửi tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và để quay trở lại chương trình Văn Nghệ, xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe một nhạc phẩm mang tên Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa. Bên lúa anh bên lúa cánh đồng vàng bên đê, hồ tây xanh mênh mông cho tươi thắm nắng chiều, làng em làng hoa thơm ngát một mùa, hồ tây đôi bên cho tình yêu như hoa lúa cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và kính thưa toàn thể quý vị, đúng là cứ mỗi độ hè qua thu tới, những cơn gió heo may lại vời vợi gọi đông về, và ngoài kia những bông hoa cúc vàng tươi đang nở rộ như báo hiệu một mùa xuân của tình yêu, một mùa xuân của hạnh phúc. Quý vị, chúng ta vừa được đến với một ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa của nữ ca sĩ Hà Duyên gửi tới toàn thể quý vị. Vâng, xin mời giọng ca của nữ ca sĩ Hồng Gấm xin được trân trọng kính mời. Lời kính chúc sức khỏe thần thương và trân trọng nhất. Dạ vâng, và để tiếp tục chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc lứa đôi, cho phép Hồng Gấm xin gửi tới ca khúc hết sức sôi động, ca khúc được mang tên 60 năm cuộc đời. Xin mời quý cô bác chị cùng đón nghe. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm rồi sung sướng không bao lâu, 20 năm sau dù tương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau dù tương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Ơi là thế, đời sống không là bao. Ơi là tao, đời không lâu là thế. Ơi được bao năm sống mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu và kính thưa toàn thể quý vị, tân quý khách trang trọng và kính mến, gia đình họ nhà cha chúng tôi hôm nay thì vui đón dâu hiền, mà thêm tình thêm nghĩa thêm quyền mẹ cha, trước là vui cảnh vui nhà, sau là hạnh phúc cũng là vui riêng, mà thay lời hai họ như khuyên gia đình phấn khởi kết niềm nỗi vui. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai lên có đôi lời phát biểu trước toàn thể hội cưới, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bác, các ông, các bà của họ nhà trai và họ nhà gái, kính thưa các quý anh, quý chị cùng toàn thể các bạn trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Sau một thời gian tìm hiểu của hai cháu Tiến và cháu Duyên, con tim đã mách bảo các cháu đã quyết tâm nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Vâng, các cháu đã tự nguyện làm người bạn đời của nhau. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng thuận của hai gia đình cũng như được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Ngày hôm nay phải nói rằng là một ngày vui nhất, một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của hai cháu. Vâng, cho phép tôi được thay mặt cho gia đình nhà trai xin gửi tới toàn thể các cụ, các bác, các bà lời kính chúc sức khỏe và xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các quý vị đã bớt chút thời gian và ngọc đến chia vui cùng hai gia đình và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và cũng xin chân thành cảm ơn các cụ, các bác, ông, các bà của họ nhà gái đã trao cho gia đình nhà trai chúng tôi một cô gái xinh người đẹp nết về làm dâu con của gia đình chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng không biết nói gì, xin gửi tới toàn thể các cụ, các bác, ông, các bà và toàn thể các quý vị lời kính chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng và chuẩn bị bước sang năm mới, năm mậu tốt đầy may mắn và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời vàng ý ngọc của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai rất là nhiều. Những lời phát biểu mộc mạc nôm na nhưng ý sâu sắc ngắn gọn gửi tới quý tân khách gần xa chúc mừng. Trước bác có nói là mừng rể mừng dâu, sau bác mời quan viên bốn họ uống nước ăn trầu mừng cho. Hôm nay thì trung tâm phòng cưới của đại gia đình họ nhà trai chúng tôi có cơ quan đoàn thể, có bạn bè chẳng kể gần xa về đây sum họp một nhà mừng dâu mừng rể thật là hân hoan. Và kính thưa toàn thể quý vị, để chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương Nguyễn Tiến và Lương Duyên, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tự nhiên mời trà, mời nước, mời thuốc và cùng hướng tầm mắt của mình trở lại diễn đàn sân khấu và đến với người MC của gia đình họ nhà gái. Xin mời giọng ca của nam ca sĩ Trần Lập từ trung tâm quán một cưới của gia đình họ nhà gái trở về với trung tâm quán một cưới của gia đình họ nhà trai trong buổi tối nay. Và có lẽ rằng xin được kính gửi đến tất cả quý vị bà con cô bác chúng ta đang hiện diện tại trung tâm quán một cưới của gia đình họ nhà trai có một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất, và xin chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm được hạnh phúc,
Và kính thưa toàn thể quý vị, ngoài trời chắc chắn là đang mưa rồi, thì ban tổ chức xin được gửi đến toàn thể quý vị với một không khí của mùa đông. Thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau trở lại cùng một MV đầu tay của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại qua ca khúc Trời Đông. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức và đón nhận ca khúc này. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sang đông? Mùa đông gió băng anh đang chờ, mùa đông ai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt ngọc lại buồn hay sao? Khi anh đã quên một nơi yêu em, dù cho nét son môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù lòng tháng phôi phai, ta quên biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang và mùa thu đến. Anh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em mới xích lại thật gần bên anh, cho anh thấy một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trắng thanh bình, mình không nên sâu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho